đây là cái cầu gì ấy? Cầu Thị Nại, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Tức là vượt từ Quy Nhơn sang bên này là bán đảo. Bán đảo. Nó gọi là bán đảo gì? Bán đảo Nhân Lý. Đặc trưng của Quy Nhơn này. Đây là cửa biển, khu du lịch cửa biển. Cái cầu này là bắc qua biển này. Đúng rồi, vượt biển. Chắc phải dài 2 km. Để thuận tiện chứ không trước là phải đi tàu ra. Dạ. Rất là đẹp. Vườn nước thì cũng lạ. Ừ. Tức là Quy Nhơn cũng có cây nước này. Cây nước.